Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay buổi chiều ngày 26 tháng 11 năm 2021. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là ngày thứ bảy, đúng không? Tại đơn vị vận chuyển hàng của đồng chí Khang lại tiếp tục lên đường để phục vụ bà con nhân dân của 63 tỉnh thành. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là người về một ngày một lưa thưa, nhưng mà người mua âm ly loa đài của đồng chí Khang thì càng ngày càng đông dần. Sản phẩm này gửi tới thành phố biển Nha Trang. Người thượng đế này tên là Văn Sơn nha, 35/34/3 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Nhà cung cấp là đồng chí Khang Audio đây, 0368888419. Đây, sản phẩm này cũ mà như mới, không thể tin nổi nha. Đấy, mình chia sẻ rồi, có cái bác bảo nhà tôi ba đời chơi âm ly nhưng mà tôi chưa thấy cái âm ly nào cũ mà mới như cái âm ly này. Aridam BA203XG nha, XG. Đấy. Thùng xốp thì không phải nghĩ rồi nha, chèn kỹ lưỡng cẩn thận. Đồ chơi nó rất công phu. Đấy, đây là một chiếc nhá. Đây là số cân số lạng của em nó đây đấy. 10 cân 5 lạng nha, 10 cân 5 lạng. Đây là một chiếc, thế chiếc nữa đâu ạ? Đây chiếc nữa đây. Chiếc này gửi tới người thượng đế Nguyễn Văn Phước ở 7880 đường Cách Mạng tháng 8, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nha. Đấy. Con này cũng Aridam. Con này 306XG. Con này thì mình clip mình chia sẻ rồi nhá. Mua không nhất thiết là phải điện, tại sao nó hay nhá. Đấy. Không nhiều bác cứ điện cứ hỏi là tại làm sao cái âm ly nó hay thế. Nên là nhiều khi là tốn tiền điện thoại nhá. Đấy. Chỉ có một em nó mỗi một cái từ là gì? Mỗi cái từ là hay và đẹp. Có thể xin phép dừng clip ở đây làm thủ tục gửi hàng cho các thượng đế. Cảm ơn các đồng chí đã xem video. Chào thân ái. Merci.